Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Nay mới về được lô máy siêu VIP luôn, quay cho anh em xem. Rồi hàng mới về thì nó như thế nào ha. Đây, đầu tiên thì có một con cua ta D782 đây nè. Con này là xuất sắc luôn á, anh em thấy không? Hàng về thì nó phải cỡ này rồi nó mới ngon được anh em. Đó anh em thấy không? D782 cực kỳ đẹp luôn. Đó nè, anh em thấy không? Nè, máy nó bị sơn bị lem nè. Đó. Nè, thấy không? Sơn bị lem nè, hàng chưa rửa luôn nè anh em thấy không? Đó nè, em chưa rửa luôn nè. Đó. Rồi để anh em nói rồi máy nó mới quá kêu sơn lại đây nè, bộ lon con tán này nè. Đây nè, từng chi tiết luôn. Đây đây, 78. Nhà máy họ sơn chứ không phải là mình kỹ đâu anh em. Đây nè, dấu son này nè. Đó, 782 một con. Con 782 nè. Con này thì giá nó hơi căng ha. Nếu mà đẹp cỡ này thì nó nằm giá cũng phải 14 triệu, 14 15 triệu ha. Còn mà thí dụ như nó cái đời mà nắp cò vuông thì nó rẻ hơn ha. Đó, con này xuất sắc luôn, con này không chê gì đâu được, tính tinh vậy đó. Đây, con 383 nè. Con này để cho anh em 8,5 thôi. Máy dốt dốt nè, thấy không? Rửa ra được cũng 7 màu, cũng sáng bóng như ai. Còn siêu phẩm luôn, xuất sắc luôn, cao 4m. Đợi cơ giới. Turbo. Đấy. Lông lanh luôn. Rồi, con Z482. Lô này được 1 2 3 4 con vậy đó. 3 con hay sao? 3 con 482. 1 2 3. 3 con 482 xuất sắc luôn. Mới tin luôn. Không dòm hàng là anh em biết ha. Anh em đừng có so sánh. Hàng đẹp thì giá nó phải cao rồi. 482. 482, con này bị bể cổ cổ bô nè. Anh em lấy thì em một là em làm cho cổ sắt, hai làm thay cổ khác, mà làm cổ sắt thì ngon hơn, phụ em một chút vậy đó cho anh em vui vẻ. Rồi, con Isuki nè, 269 nè, xuất sắc luôn nè. Đó anh em thấy không, hàng nó phải đẹp từ lúc đầu về đó anh em. Bakashi 2, mấy anh em nào mà đang chạy cái dòng mà Bakashi 1 á, đút con này vô Bakashi 2 với Bakashi 1 nó giống chân giống cẳng đồ hết nha, giống từ A đến Ớ luôn, khác nhau ba cái bét kim. Đó, con này xài bét kim và con kia xài bét dung. Đó, anh em nào có mấy con xe đào á mà xài và máy 3KC1 á, lên hẳn luôn con này, chạy cực kỳ ngon. Đời xe cút. Anh em thấy không? Hàng nó phải cỡ này nè anh em. Nhưng mà con này nó có một cái điểm trừ là như vậy nè. Nó bị bể cái bu ly này. À, nhưng mà em không thay nha. Hoặc là sau này em có rửa em giới thiệu cho anh em cũng vậy, em không thay cái bu ly này và em sẽ để như vậy. Chừng nào anh em lấy em mới bắt đầu em mở con ốc này ra em thay. Đó. Chứ mất công là anh em nói là giấu chày giấu đồ ha, nguy hiểm. Đó, con này khoảng 20 mấy triệu thôi. Đó, con đó 6-7 triệu gì đó. Hàng siêu VIP. 6,5-7 triệu tùy theo con đẹp xấu ha. Rồi, con Kuta 2.1. 2.1 đó, hàng thì nó về cái này thôi là nhức nách rồi. Đó. Hàng nghĩa địa thì nó phải bong chóc rồi anh em. Hàng mới quá thì chưa chắc đâu. Đó, anh em cứ coi cho kỹ. Còn nếu mà cảm thấy mà sợ sơn lại, mua cho em miếng sơn thơm đẩy lên viết liền thấy gì đâu. Đó. 3 mấy triệu thôi. Đó. Rồi, con 3T86 ha. À. Con này mấy con này thì khỏi phải bàn rồi. 86 đời 2 bơm. Anh em nào đang chạy con xe động cơ xe đào hay là xúc lật 3T84 á, muốn con 86 này vô mạnh hơn được một chút, bền hơn. 86 84 là chung xác khác nồng. Đây về thêm một con Isuzu 4 gì đây? Isuzu nè. Con này là 4BA1. Con này thì em cũng không có biết giá trị của nó gì nhiều.
về nó có thì theo nó thôi. Cực kỳ mới luôn, đúng không? Tinh luôn. Này để em coi lít lại coi nó bao nhiêu tiền con này. Rồi một con ếch 4 quy. Con này thì nó hơi xấu cái phần nắp chụp trò đây nè. Đó, nhưng mà vẫn để vậy luôn ha. Ếch 4 quy. Máy mình lóc. Rồi 782. Đó anh em thấy không? Về nó nhiều khi nó đúc công nó bị bể rồi nè. Đó nhưng mà em không mở ra em thay nha. Đó, em vẫn để như vậy. Khi nào anh em mua đó, anh em có nhu cầu muốn thay á, đó em thay, mà phải thay chứ, không thay sao xài. Đó rồi em bắt đầu em thay cho anh em. 782. Xuất sắc luôn. Tùy theo giá, giá nào cũng có 13, 14, 15. Bắt ra là 15 thôi ha, chứ không có hơn được nữa đâu. Anh em dòm mãi mong. Đơn thì anh em bỏ cọc là em ship thôi. Đó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có cọc là ship thôi. Rồi có con động cơ 2KC1. Đó 2KC1 của mấy cái xe đào IS8 á. Đó, IS8 là nó chạy cái động cơ này nè. Đầu con 72. Đó. 11.500. Con này 12 triệu nè. Đó. 24 ngựa 2.3600 tua. Con này con 393 nè. Cua ta nè, 2.1 nè. Con này đẹp hơn con kia. Nó đẹp đẹp chứ nó cũng phải chốc sơn anh em. Đồ cũ mà. Nó không có như mới tinh đâu. Đó, rồi em cứ quay sơ lược cho anh em vậy thôi. Còn báo giá chung chung vậy ha. Đó, còn anh em muốn giá cụ thể thì alo cho em. Hoặc là coi những cái video mà em rửa ráy sạch sẽ thì em sẽ báo giá nó cụ thể hơn. Đó, hàng đó đi mấy cục vậy đó. Đó, cứ có cọc rồi đi coi. Rồi, thôi em xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ha. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.